Everyone, hôm nay thì mình quyết định là sẽ review chai Love in White của nhà Creed. Cái chủ đề này mình biết là sẽ ít có ai quan tâm lắm, bởi vì cái em này thì ít có shop sách tay nào bán và ít có người nhắc đến ý. Sẵn tiện có cái chai quá là đẹp và được tài trợ bởi chị dâu nên mình quyết định là xài thử rồi review luôn cho mấy bạn đang quan tâm cái mùi này nó như thế nào ha. Và bây giờ thì mình bắt đầu thôi. Thì nhà Creed rất là biết cách mà thiết kế packaging, bởi vì cái em này nhìn nó royalty, nó hoàng gia, nó sang trọng sao á. Cái màu trắng này mà đi chung với lại cái nơ bạc rất đẹp. Chai này nó hay hay mà. Và ở trên cái nắp á, thì nó còn được tráng gương bạc nữa, rất là đẹp và hình như là cái huy hiệu hoàng gia. Cái tên được in nổi và Creed ở đây, và cái logo Creed ở đây rất là đẹp. Chai này thì mình thấy đẹp hơn cái chai Love in Black nhiều. Ở đây thì là mình có cái chai 75ml. Đây là một trong những cái mùi hương nói thật thì rất khó để cho mình miêu tả, bởi vì mình không có bắt được cái nốt hương nào rõ rệt trong em này á, ngoài cái chút phấn nhẹ của hoa diên vĩ và chút hơi xíu fresh thanh mát của kem chanh ở phút mở đầu. Là cái mùi mà mình thấy khá lạ trong nước hoa nhưng lại khá quen thuộc ở ngoài đời. Kiểu mùi nó sạch sẽ và nó tinh tươm của quần áo, rất là sạch, cái mùi nó rất là sạch. Mùi hoa kết hợp với mùi hoa kiểu như vintage, kiểu như xưa cũ, nó nhẹ nhàng và nó thanh tao. Không phải là kiểu mùi hoa Huệ đâu, nó kiểu mùi hoa trắng mà nó nhẹ nhàng. Em này là một trong những cái mùi nước hoa thuộc nhóm floral mà nó không gây khó chịu cho mũi của mình nha. Tại mình rất là sợ cái nốt hương floral ở trong nước hoa. Mấy cái chai của Chloe Love Story, ngay cả cái chai Peony Plus Weed của Jo Malone, mình ngửi mình vẫn bị nhức đầu nếu mà mình xịt nhiều nha. Bởi vì nhưng mà em này nếu mà mình overspray hay mình xịt nhiều thì nó không có khó chịu, nó không có bị ngợp hay là chóng mặt. Mũi mình rất là khó chịu nên nếu mà bạn giống mình thì bạn cũng đừng có sợ cái mùi này. Em này á thì nó dễ chịu nè, nó duyên dáng và cái mùi hương thì nó đơn giản, nó nhẹ nhàng, nó thanh lịch, nó trong sáng, nó thuần khiết. Nói chung là nó giống như cái mùi, nó giống như cái vẻ bề ngoài của nó vậy đó. Đại loại giống như là mối tình đầu tiên của tụi mình á. Sau khi mình nghiên cứu thì cái chai này á được công nương Kate của nước Anh á dùng. Mình có thể hiểu tại sao cái mùi hương này được cô ấy thích, vì mình cảm giác nó rất rất thích hợp với phong cách của cô ấy. Và hầu như phụ nữ Anh, cái phong cách của phụ nữ Anh là kiểu thanh lịch nhẹ nhàng. Em này ở trên Fragrantica là rất là nhiều bạn cô dâu ở nước ngoài ưu ái, vì cái mùi hương nó làm cho họ liên tưởng tới cái mùi cere của cô dâu á, hương mà mấy cô dâu hay xịt, giống như mùi hoa nhẹ nhàng, trong trẻo, tươi sáng, kiểu dạng vậy á. Mình không biết mấy bạn dùng rồi cảm nhận sao, chứ mình thấy mình mỗi lần mà xịt em này á là mình liên tưởng tới một cô gái trẻ trung, xinh đẹp, mặc bộ váy trắng, kiểu mùi hương của cô hàng xóm xinh đẹp ấy. Mới đầu thì em này á, nghe được một chút xíu kem chanh, nhưng mà nó nhanh hết lắm, 5 phút sau là nó biến đổi liền và cái mùi hoa nó chủ đạo, và mùi hoa trắng, đặc biệt là nốt hương hoa trắng, nó kết hợp chút với mùi và kết hợp chút với phấn nhẹ của hoa diên vĩ. Em này thì mình thấy không có kén dịp dùng và bạn có thể dùng bất kỳ dịp gì, đi làm, đi chơi, đi học mặt, đi sự kiện hay là đi đám cưới đi chăng nữa, vì cái âm hưởng của em này nó cũng khá là sang nên đi đám cưới thì cũng là một cái ý tưởng rất là hay. Nhưng mà do cái độ CH nó không có cao và cái độ lưu hương nó cũng không cao á, nó cũng không có cái cá tính nào quá nổi trội, nên mình thấy nếu mà đi bar club hay là khi mà bạn muốn làm tâm điểm của đám đông thì em này không thể nào giúp ích được cho bạn được. Nó chỉ giúp cho bạn là bạn thật là thơm, bạn là sạch sẽ, rồi khi mà
bạn biết là bạn thơm trong mắt người khác, và kiểu không, mùi hương không hề gây phiền hà cho người đối diện, thì đó chính là Love in White. Khi mà xịt á, thì bạn phải lại rất gần người xịt bạn mới cảm nhận được cái mùi này. Và cái em này trên da mình nó bám được tầm 4 tiếng thôi à. Nước hoa của Creed mà, đặc biệt là dòng niche thì nó giá nó cao quá. Và mình thấy em này nó bị mắc tiền hơn so với cái chất lượng của nó. Kiểu như nó không có đáng tiền ý. Nói thẳng ra là nó không có đáng tiền. Và nếu mình có tiền thì mình sẽ không có mua. À, tuy là vậy nhưng những bạn nào có cái phong cách như mình mô tả và yêu thích cái mùi hoa đơn giản, nhẹ nhàng, sạch sẽ và không thích mùi hương nồng đậm á, hay là mùi hương có thể làm phiền mũi bạn và mũi người khác á, thì cũng thử qua em này, biết đâu bạn lại thích thì sao. Chứ cá nhân mình thì thấy em này nó không có đạt chuẩn của mình rồi đó. Với mình em này dưới 6 điểm. Ok, đó là tất cả cảm nhận của mình khi trải nghiệm em Love in White này rồi. Nếu mà bạn đã dùng mùi hương này thì hãy comment bên dưới cho mình biết với nha. Còn mình hy vọng là cái video này hữu ích đối với những bạn đang tìm kiếm, đang thắc mắc cái em Love in White này nó như nào. Cảm ơn các bạn đã xem hết video và hẹn gặp lại.